Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Biên Hòa đã tổ chức hội thi Phụ nữ tài năng và duyên dáng năm 2019, thu hút hơn 100 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố tham gia. Đến với hội thi lần này có 5 đội thí sinh từ 5 cụm phường xã. Tại đây các đội trải qua hai phần thi gồm năng khiếu trình diễn trang phục áo dài truyền thống và phần thi hiểu ý đồng đội. Trong phần thi năng khiếu, các đơn vị đã mang đến hội thi 15 tiết mục với các loại hình nghệ thuật phong phú đa dạng và có sự đầu tư công phu kỹ lưỡng nên rất được sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi thuộc cụm 2 với 5 phường xã gồm Quá An, Hiệp Hòa, Tân Dạng, Bửu Hòa và Bửu Long.